Xin chào mọi người, sáng nay mình view cho mọi người cái con ThinkPad L570 nha mọi người. Con này màn hình 15.6 và được cái là nó còn rất là đẹp, đẹp từng góc cạnh luôn á mọi người. Đây ha, con này thì nó là chuẩn nồi đồng cối đá luôn á, dành cho những ai mà làm việc mà mình để yên một chỗ, mình ít đi lại nhiều á mọi người, là rất là ok luôn. ThinkPad thì thường thường về là nó phím nó hay bóng lắm, con này nó còn rất là đẹp nha mọi người. Cái L570 nè ha, đây phím còn đẹp cực kỳ luôn, phím hình như là chưa có dấu mà cà tay lên luôn á. Cái máy này nó còn rất là mới nha mọi người, nó mới là nó mới toàn cái máy luôn á. Bình thường những cái dòng này á, những cái dòng mà 15.6 mà gọi là nồi đồng cối đá là ở bên Nhật người ta sử dụng nhiều lắm mọi người, về nó ít bao giờ được đẹp lắm. Con này gọi là đẹp keng luôn nha mọi người. Nó là có i5 ThinkPad nè, nó rất là đẹp, màn hình cũng ok lắm. Đây giờ mình sẽ view cái này, màn hình 15.6 ha, có webcam rồi để học online rồi vậy á mọi người. Màn hình to, con cái rồi mình học online rồi cũng rất là ok, mình làm việc nó cũng to dễ nhìn nữa. Core i5 6200U nha mọi người, i5 thế hệ 6 nè. RAM là 8GB. RAM 8GB, con này là nó chạy SSD là 120GB nha mọi người. SSD là 120GB, nhưng mà đặc biệt của con này là nó còn có là ổ DVD nữa. Biết là DVD thì giờ không có nhiều người sử dụng, nhưng mà hả, nó cũng ví dụ như có nhiều cái ví dụ như lúc mình làm việc á, nhiều cái cũng cần có đĩa đó mọi người. Hoặc là ví dụ như con cái học tiếng Anh đó, như con em học ở US á, mình thường phát đĩa về nhà nó cũng phải cần có cái này để mà nó đọc, để mà ấy đĩa cho nó coi, nó học tiếng Anh cũng rất là tiện. Mình cần thì mình dùng, không cần thì thôi, nhưng mà nó có ổ đĩa cũng rất là hay nha mọi người. Đó, SSD là 120GB, chạy rất là mượt rồi nhanh. Thực sự luôn, dòng ThinkPad thì chạy nó mượt và nó nhanh lắm mọi người. i5 thế hệ 6, ví dụ như mình làm những cái văn phòng như là nhập số liệu Word, Excel rồi đó, những cái tiêu chuẩn mà văn phòng là quá ok luôn ha. Văn phòng thì nó có cái phím số bên hông là mình nhập số cũng rất là nhanh. Đây nha mọi người, rất là ok luôn, đầy đủ, đã cài Word, Excel rồi đầy đủ hết trơn rồi, màn hình không lỗi, không bầm gì hết trơn. Còn pin pin thì ok lắm mọi người, pin báo dữ chưa, pin thì bao trên 2 giờ mọi người, nhưng dòng này nó trâu bò lắm, pin rất là ok. Nói chung là cái máy này là quá mới và quá đẹp luôn á mọi người, không có lỗi làm gì hết, đẹp từ trong ra ngoài. Máy dòng siêu bền mà L570 á, cũng được nhiều người, rất là nhiều cửa hàng người ta view cũng rất là nhiều, nói về cái độ bền của nó. Đây ha, ba ngõ USB, đây nữa nè, ngõ mạng rồi, đầy đủ hết. Để yên một chỗ mới cần những cái con máy mà 15.6 á, thì hả, con này là quá ok luôn, làm việc rồi là ok hết rồi. Em báo giá cho mọi người một con máy đẹp như vậy, máy kèm sạc luôn, pin ok, là 4,5 triệu nha mọi người. Nó đẹp như thế này ha, còn mới và đẹp như thế này. Ai chốt thì cọc em 1 triệu, em ship code cho mọi người. Còn em bao test cho mọi người 7 ngày, trong thời gian 7 ngày đó nếu mà máy có vấn đề gì thì em sẽ đổi máy khác cho mọi người nha. Đó, máy rất là ok, nhưng mà xài là thoải mái luôn mọi người. Đây ha mọi người, đẹp quá trời đẹp luôn. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ai chốt thì inbox em.